Tôi thường thường viết những bài hát tặng cho những người đàn bà, những người phụ nữ. Tôi rất là xúc động trước những ý nghĩa vẻ đẹp của ông trời cho loài người có một cái đẹp nhất, đấy là phụ nữ thôi. Và cái tuyệt vời nhất mà Thượng Đế cho loài người, đấy là tình yêu. Như hôm nay ở đây thì tôi muốn gửi những con bài tặng cho tất cả những người đàn ông. Bài hát mang tên là Mình Là Đàn Ông. Thank you.